Xin chào quý vị ạ. Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay Toka 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Em xin phép lên sóng báo giá trực tiếp tất cả các sản phẩm mà bên em đang bày bán. Và sau đây là chiếc Kia Cerato 2.0 Premium sản xuất năm 2019. Xe mới chạy có 8.000 cây. Và chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán là 685 triệu. Và sang đây là chiếc Suzuki Swift sản xuất năm 2019. Con này bản GLX, bản đủ của Swift. Con này đăng ký biển thành phố. Con này, và tất nhiên con này sẽ anh chị mua về Hà Nội sẽ không mất thêm 20 triệu tiền biển. Và chiếc xe này bên em đang chào bán là 545 triệu. Và ra đây là một chiếc xe bên em mới về hôm nay. Chiếc Hyundai i10 1.2 số tự động, sản xuất năm 2019. Lăn bánh được 10.000 km. Xe cực mới. Và chiếc xe này bên em đang chào bán là 415 triệu. Mời quý anh chị vào tham quan trong này. Và đây là chiếc EcoSport sản xuất năm 2015. Con này xe đăng ký biển thành phố. Và bên em đang chào bán chiếc xe này là hơn 400 triệu. Xe mới về chưa cập nhật giá. Ở đây là chiếc Hyundai i10 sản xuất năm 2018. Con này phiên bản 1.2 số sàn, sedan. Và chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán là chỉ hơn 300 triệu thôi. Quý anh chị vào đây tham quan chiếc Kia Cerato 1.6 số tự động, sản xuất năm 2017, model 2018. Chiếc xe này bên em đang chào bán là hơn 500 triệu. Chỉ hơn 500 triệu đã được một chiếc Kia Cerato biển thành phố. Ở đây là một chiếc Hyundai Accent. Hyundai Accent sản xuất năm 2018. Biển tỉnh số sàn. Bên em đang chào bán chiếc này là hơn 400 triệu. Và sang đây là chiếc Hyundai i10 1 chấm số tự động nhập khẩu nguyên chiếc. Bên em đang chào bán là hơn 300 triệu. Xe được đăng ký biển thành phố Hà Nội. Và sang đây là chiếc Kia Carens sản xuất năm 2012 biển Hà Nội. Bên đây, chiếc xe này bên em đang bán là hơn 300 triệu biển Hà Nội. Và sang đây là chiếc Toyota Fortuner số tự động máy xăng sản xuất năm 2016. Con này đăng ký biển tỉnh, nhưng mà con này trước khi đăng ký biển tỉnh nó là gốc thành phố, nên khi anh chị lấy con này về biển Hà Nội sẽ không mất thêm 20 triệu tiền biển. Chiếc xe này của em mới chạy có hơn 60.000 km. Và sang đây là chiếc Mercedes-Benz GLC 250 sản xuất năm 2018, model 2019. Hiện tại bên con này lăn bánh được hơn 20.000 km. Hiện tại bên em đang chào bán chiếc này là hơn 1.7 tỷ. Và sau đây nữa là chiếc Mazda CX-5 2.5 sản xuất năm 2018. Bên này con này đăng ký biển thành phố. Hiện tại bên em đang chào bán chiếc này là hơn 800 triệu.
sang đây là chiếc là vai ớt thần thánh, vai ớt Toyota vai ớt G sản xuất 2010, đăng ký biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu, xe mới chạy cực đẹp luôn, chiếc xe cực đẹp, số tự động. Chiếc xe này bên em đang chào bán là hơn 300 triệu. Và trong này chiếc trong cùng này là chiếc Mazda CX-5 2.5 sản xuất năm 2018, đăng ký tháng 7 năm 2019, chạy được 28.000 km. Xe cực đẹp. Và bên em đang chào bán chiếc xe này là hơn 800 triệu. Và vừa rồi em vừa báo giá tất cả các sản phẩm mà bên em đang chào bán. Anh chị thiện chí mẫu xe nào thì cứ nhấc máy lên alo cho số hotline trên màn hình. Mọi chiếc xe bên em bán ra đều được cam kết bảo hành về chất lượng, cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước, động cơ máy móc nguyên bản. Bảo check hãng toàn quốc, bảo check hãng và gala toàn quốc cho anh chị nào muốn đi check. Xin chào quý anh chị.